Đối với những tâm hồn yêu nhạc đích thực, mỗi nốt nhạc không chỉ là âm thanh mà còn là nguồn cảm xúc dạt dào, sự sáng tạo vô biên và niềm đam mê cháy bỏng. Âm nhạc không chỉ đơn giản là sự sắp xếp của giai điệu mà còn là ngôn ngữ mạnh mẽ kết nối trái tim với trái tim. Người yêu nhạc chân chính luôn khát khao khám phá những bản nhạc mới để mỗi nốt nhạc vang lên là sự khẳng định của tài năng và cảm xúc thăng hoa. Hôm nay team Minh Phụng Music tự hào được trở thành một phần trong câu chuyện của họ qua buổi bàn giao siêu phẩm Grand Piano Yamaha G3E, trung tâm âm nhạc The Harmony. Không chỉ là một ngôi trường, đó là nơi nuôi dưỡng sự sáng tạo và phát triển tài năng, năng khiếu cho các em nhỏ. Lớp học mang đến chương trình đào tạo toàn diện từ nhạc lý, đệm hát đến các khối lớp biểu diễn âm nhạc. Yamaha G3E nổi tiếng với âm thanh vang và sáng, đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu của một trung tâm âm nhạc chuyên nghiệp với khung đàn bằng gang, đúc chịu lực cực tốt, sau bo bằng gỗ vân sam, bu đàn bằng lông cừu, bọc nỉ siêu bền, dây đàn bằng thép, hai pedal tạo độ vang cực tốt. Bên cạnh đó là mức giá sale lên đến 9%, từ 110 triệu chỉ còn 100 triệu. G3E đã trở thành một mẫu đàn được yêu thích, nổi tiếng với âm thanh trong trẻo và phong phú, đã từng làm say đắm nhiều nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, được chế tác một cách tỉ mỉ với sự hiểu biết sâu sắc về âm nhạc và sự đổi mới. Yamaha đã tạo ra một nhạc cụ giữ được nét đẹp truyền thống của piano mà còn đáp ứng được nhu cầu hiện đại về thiết kế. Chế độ bảo hành theo đàn sẽ là 10 năm, ngoài ra bạn còn được 2 lần lên dây miễn phí. Bên cạnh đó quà tặng là ghế piano tăng đơ điều chỉnh độ cao, giúp học viên học nhạc thoải mái. Cảm ơn trung tâm âm nhạc The Harmony vì sự tin tưởng và hợp tác, và chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành lâu dài cùng lớp nhạc trong việc nuôi dưỡng và phát triển năng khiếu âm nhạc cho cộng đồng. Cảm ơn các bạn đã chọn Minh Phụng Music. Xin chào và hẹn gặp lại.